Dạ vâng, kính thưa tất cả các cô chú, các anh chị. Và trước khi buổi tiệc của chúng ta bắt đầu thì cháu xin được giới thiệu lên một sân khấu một nhạc phẩm đã thành danh với nhà thơ Trần Ninh Hồ. Dạ vâng, và trước khi cháu giới thiệu ca khúc này thì cháu xin được mời chú Trần Ninh Hồ, chú sẽ lên sân khấu để chú chia sẻ và ca khúc đầu tiên. Và cái ca khúc đầu tiên thì cháu cũng xin được giới thiệu đó là ca khúc Sông Vắng. Và ngay sau đây xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng lắng nghe ý kiến của chú Trần Ninh Hồ. Dạ vâng, xin mời chú. Ca khúc này do nhạc sĩ Trọng Đài của nhà và ca sĩ Trọng Tấn đã hát và Thu Thành Nghĩa lưu hành trong đã rồi. Thế và nó là bắt đầu lời của nó là một bài thơ như thế này: tôi mà hát thì có lẽ các vị bỏ về. Cho nên là tôi xin phép được đọc bài thơ thế này: Sông Vắng. Có một người đi lính và tất cả những người, riêng có một người con gái mà anh yêu nhất ấy, thì lại giữ ý và không tiễn anh. Khi người ta tiễn thì cô ấy nhìn vào một chỗ. Và cái bài Sông Vắng là anh ta trở lại luôn: Sông vắng chiều buông, thuyền lạc bến, tầng không chiều gửi bóng qua sông, ta nghe trong nước lời sông lặng, trong gió vô mơ hồ hương thinh không. Bến lạ, bến lạ hay là ta lạ bến, làm sao trở lại bờ bát ngang, cho ta gặp lại người không tiện, mà nhớ về ta những đất lạ. Ơi dặn dài ta đã qua bao nhiêu sông suối bao cầu phà, bây giờ bến cũ mà ta lạc, sông vắng chèo buông em quá xa. Tôi xin được giới thiệu, xin mời anh Tùng là giới thiệu tiếp về ca sĩ nào thì hát bài này. Người nào viện đàn cho ca sĩ? Dạ vâng, cháu xin cảm ơn chú Trần Ninh Hồ rất là nhiều. Dạ vâng, sông vắng chèo buông, người lạc bình, tầng không chiều gửi bóng qua sông. Dạ vâng, có lẽ là kính thưa chú Trần Ninh Hồ rằng là ở cái thế kỷ 21 này, và có lẽ là mọi người và đặc biệt là giới trẻ của cháu biết đến những cái tác phẩm của chú có lẽ là qua những cái bản thơ phổ nhạc của chú nhiều hơn. Dạ vâng, và chính chú Trần Ninh Hồ từng nói rằng là thơ là điện tâm đồ, được ghi lại bằng chữ có nhạc, nổi với nhạc chìm, là lịch sử của tâm cảm và tâm thế. Dạ vâng, và tác phẩm đầu tiên muốn gửi đến tất cả các quý vị là một nhạc phẩm và có một cái âm hưởng lãng mạn đầy chất tráng ca. Bài thơ nằm trong tập Thư Lữ Với Con Người của nhà thơ Trần Ninh Hồ, được xuất bản năm 2004. Dạ vâng, xin được giới thiệu đến tất cả các quý vị ca khúc Sông Vắng, nhạc của nhạc sĩ Trọng Đài. Vâng, sẽ được giọng ca trẻ Duy Phước thể hiện ở sân khấu Skyview này. Vâng, xin quý vị dành cho Duy Phước một tràng pháo tay thật lớn để anh lên sân khấu ạ. Dạ vâng, lời đầu tiên cho các cháu xin được gửi tới các cô chú và các bạn một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất, và đặc biệt đó là một lời chúc sức khỏe tới bác Trần Ninh Hồ, chúc bác luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Sau đây nhạc phẩm đầu tiên Sông Vắng, cháu xin được gửi tới toàn thể quý vị trong khán phòng hôm nay. Thank you.
Sky View này, và chỉ một chút nữa thôi thì chú Trần Anh Hòa sẽ lên có những cái ý kiến về ca khúc.